ngồi đó đi. Trong này hơi lạnh hả? Chờ tôi một chút. Tôi ở ngoài, cần gì thì gọi nha. Hello Răng Nước. Tôi là Nắng Hổ Mang, không phải Răng Nước đâu nha bà. Joker phân teo. Chả treo. Được lắm. Nhưng mà nghe kỹ nè, là Joker chứ không phải là cái lá bài của bắp Joker phân teo gì đó của cậu đâu. Không giống lắm. Giống gì? Một người quen. Ai? Nhìn cậu không giống như một hacker chuyên nghiệp. Vậy hacker chuyên nghiệp thì phải sao? Phải ốm nhách cao nhọng ở trong bóng tối, riết quần áo rách rưới hôi hám như con chuột cống hả? Làm quá. Thực ra thì tụi hacker, tụi nó nhìn có vẻ ốm yếu, xanh xao, cái nào cũng cận thị, cái mắt kiến dày như cái đít chai vậy đó. Còn cậu thì sao? Nhìn cũng được, đẹp trai. Tôi không tới đây để nghe định bợ. Tôi không quen nghe mấy cái lời rót mật vô tai đó rồi biến thù thành bạn đâu. Lại còn thêm cái tật lóc cá nữa chứ. Thật ra đây chỉ là cái cảm nhận khi lần đầu tiên gặp cậu thôi, chứ cậu có cái gì mà tôi phải nịnh cậu. Nói thiệt là mấy ngày hôm nay á, ở trại tạm giam tôi đã nhìn nhận rất rõ mọi thứ về cuộc sống này, về quan điểm của mình và những thứ mình muốn. Bà à, cô. Chị. Gì? Gọi chị cho thân thiện. Tôi không có gì để thân thiện với cô hết á. Nhìn cậu trong cái bộ dạng này, cái cách nói chuyện này thì rất giống tôi hồi còn trẻ con á. Cái gì? Kiểu mà nông nổi, tưởng đâu là mình là vũ trụ, hay nói những cái lời rất là bố láo. Muốn gặp tôi làm gì? Có chuyện gì chưa giải quyết với tôi hả? Rất nhiều. Thậm chí là có cả đời này cũng không giải quyết hết nữa. Bởi vì tôi với cậu có một mối liên kết rất đặc biệt. Liên kết gì? Chúng ta... chúng ta đều là hacker. Vậy thôi. Cái mối liên kết mà cô muốn nói là chúng ta đều là hacker, nhưng có một cái sự khác nhau. Tôi không phải là hacker mũ đen. Trắng đen nó chỉ là cái màu sắc thôi mà. Có thể hôm nay tôi thích màu đen, nhưng ngày mai tôi thích màu trắng. Và ngược lại cậu cũng vậy, có gì đâu. Mà nói thật thì tôi cũng ngưỡng mộ cô. Cũng giỏi đó. Một mặt nào đó thôi. Thật ra tôi có rất nhiều điều cần phải học hỏi ở cậu. Tôi hả? Ừ. Thừa nhận đấy hả? Nhưng mà nói thiệt nha, từ lần đầu tiên á, tôi nghĩ cậu chỉ là một đứa vô dụng bất tài thôi. Tôi đánh giá rất thấp cậu. Sorry, tôi phải nói thiệt, sự thật nó là như vậy. Tôi nghĩ cậu chỉ là một đứa nít kiểu đang tập tành viết code á. Ở Việt Nam hay gọi là gì ta? Dễ trâu. Cũng đúng. Nhiều khi tôi thấy cũng trẻ trâu thiệt. Vui lâu giúp mình có đào tạo là tôi. Thực ra chúng ta đâu có cần phải giỏi hết mọi thứ trên cuộc đời này đâu, đúng không? Mình chỉ cần giỏi đúng cái thứ mà mình đang làm thôi, đúng cái nghề mà mình đang chọn thôi. Bản thân tôi cũng vậy. Quả thật tôi đã nhận ra được cái chuyện đó rồi. Từ lúc tôi đối đầu với cậu, tôi nhận thấy cậu là một người rất có tài. Cậu rất giỏi đưa tâm lý vào công nghệ. Và sau này tôi nghĩ là tôi sẽ nghiên cứu về chuyện đó. Tôi học hành bập bà bập bỏ mà, nghĩ gì làm đó, tới đâu hay tới đó. Tôi cũng chả cao siêu như cô đâu. Đang điều tra về Lê Linh phải không? Sao biết? Thì xô đổ ông Thạch rồi thì chỉ còn ông Lê Linh thôi chứ gì nữa. Phục cô á. Đã tìm đến đảo Lolosi chưa? Hay vậy? Tôi bị kẹt ngay đó luôn á. Tôi còn biết cả chỗ ông giấu tiền nữa kìa. Về chuyện này thì tôi đã điều tra rất lâu rồi. Xin lại đây. Tôi có một trợ lý ở Mỹ. Cậu hãy liên lạc là email kennedy9999@gmail.com. Nhớ chưa? Kennedy vào 4 số 9.
Cậu nói với anh ta là Linh Lê ra lệnh mở hàng, anh ta sẽ giúp cho cậu kiểm soát số tiền đó. Chắc nhiều tiền lắm ơi. 30 triệu. 30 triệu. Đó là không phải đồng. Cái gì? 30 triệu đô mà. Đó là một số tiền lớn. Nếu như cậu có được nó, cậu sẽ có thể thực hiện được bất kỳ ước mơ nào của mình. Ước mơ thì tôi cũng có, nhưng mà tôi không nói với cô được. Nhưng mà tại sao cô không giữ lại số tiền đó cho mình mà lại giúp tôi? Bởi vì tôi thích cậu. Thích tôi vậy? Thôi, thật ra tôi đã bị bắt vô đây rồi. Kiểu gì thì cũng ở đây cỡ 7 năm, 8 năm, thậm chí hơn nữa. Đến khi tôi ra thì lúc đó tôi nghĩ tôi còn đủ khả năng để tôi kiếm tiền. Dựa vô cái này nè, số tiền tôi kiếm ra thậm chí là hơn số đó nữa. Tôi chỉ mong muốn tới lúc đó cậu sẽ hợp tác với tôi. Được chứ? Tới đó tính, nói trước bữa hôm qua, đừng tới chuyện xa xôi quá. Ừ, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Chỉ có điều cậu đừng... Đừng gì? Đừng gặp cha cậu. Cậu biết cha tôi? Hắc hổ, đó là một người cha rất ích kỷ. Ông ta chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình thôi. Ngoài ra không để ý đến bất kỳ thứ gì khác. Không cần biết người khác sống như thế nào. Kể cả khi đó là con ruột của mình. Đó là tất cả những gì tôi hiểu biết về ông ta. Tại sao cô biết cha tôi nhiều như vậy? Cô là cái gì của ông? Con gái. Cái gì? Nói cách khác, tôi chính là chị em cùng cha khác mẹ với cậu. Lớn hơn cậu, cậu gọi tôi là chị được chứ. Mẹ tôi là người Việt, bà làm gái trong một nhà chứa Cambodia. Lúc tôi lên 5 tuổi là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy. Nó đâu? Linh, vô đây con. Nó đó. Làm sao mà tao biết đó là con tao được? Khi đó ông là người đàn ông duy nhất của tôi, thì chắc chắn nó là con của ông. Khi ông bỏ mẹ con tôi đã phải tự nuôi con một mình, rồi lưu lạc đến nơi này. Ông nhìn đi, cặp mắt của nó kìa. Không, mày lừa tao. Tôi không hề muốn cho ông biết chuyện này. Tôi đã muốn tự nuôi con một mình và không hề muốn dính líu gì đến ông. Tôi không hề muốn cho ông biết chuyện này. Tôi biết ông bán ma túy ở Việt Nam nhiều tiền lắm phải không? Im đi. Đúng là cái vũ điếm cho mày. Nào, tiền. Bao nhiêu? Nếu ông có tiền thì hãy thay tôi nuôi nó. Còn bây giờ thì tôi chỉ cần một chiếc hòm mới đem thiêu. Còn tro cốt thì hỏa táng ném trôi xong, không cần gì đến tiền nữa. Hả? Mày nói cái quái gì vậy? Tôi chỉ còn sống 6 tháng nữa. Bác sĩ nói thế. Tôi bị ho lao, phổi tôi nát rồi. Tôi không còn đủ sức để nuôi nó nữa. Tôi muốn ông đem nó đi ra khỏi nơi này. Nếu không, nó sẽ bị lây bệnh, rồi cũng chết thê thảm như tôi. Nó chưa bị lây bệnh chứ? Cũng may trời thương, nó thông minh lắm. Biết đâu
sau này ông nhờ nó. Cha con đó, lại gọi cha đi con. Cho chết. Sau đó ông ấy đưa tôi ra khỏi động chứa. Đi đâu? Lúc đó chị còn quá nhỏ, không thể nhớ được gì cả. Chỉ nhớ là ông có mở một sòng bạc nhỏ. Lúc đó có một người nợ bài bạc gì đó, không có tiền trả, cầm cố cho ông một cái bộ máy tính, rồi ông ném cho chị chơi. Từ đó trở về sau, chị gắn liền với bộ máy tính đó không rời nửa bước. Đến lúc 10 tuổi thì có một người bạn của ông thấy chị có khả năng, cho nên nói với ông là đưa chị sang Sinh để học về công nghệ. Vậy là 11 tuổi một mình chị đến Sinh, tiếp xúc với một đất nước mà ở đó người ta chỉ chú trọng chuyện học hành thôi. Chị mãi mê với những kiến thức về công nghệ. Chị biết được đó chính là cuộc sống của chị. Từ đó chị cũng không quan tâm đến ông sống ra sao, ông làm cái gì nữa. Sao con lại chị tôi được? Cũng gạt thôi chứ. Tin thì không thì tùy em. Chị đã chấp nhận thua cuộc vô đây nằm rồi, còn cái gì để đối đầu với em nữa. Chị cũng không có gì để phải lừa lọc em. Thật sự chị cũng rất bất ngờ khi người chị đối đầu bấy lâu nay chính là em. Em của chị. Nhưng mà tất cả là ý của ông ta. Ông ta muốn như vậy. Chào cô Linh Lê. Chúng tôi đang điều tra một vụ đặt bom thư. Có một tin thông báo rằng cha cô là người đứng sau vụ này. Về đi. Linh, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhớ lời chị. Tránh xa ông ta ra. Linh. Chị thương em. Bộ cô ta muốn lĩnh làm phi công hả? Coi bộ được lòng mấy bà thím già quá ha. Bà chuyện chơi. Có thể ông Thạch đã bị giữ lại. Đợi đến tối nay, nếu không gọi điện cho tao thì tao chủ động liên hệ với Tương Linh. Có thể Lâm Dũng không hề hắn gì cả. Mình mua thuốc nổ ở đâu về sớm? Tao khứa. Ôi giời, thi được hàng dở. Thưa ông, có công an đến nhà mình. Hết sức bình tĩnh. Hai thằng ấn nó trong kia. Đi. Bà cho họ rồi. Dạ. Chào các anh. Chào. Thì các anh đến đây có việc gì? À, chúng tôi đến gặp Hùng Leon, chủ công ty Đại Phú Cường. Nó không có nhà. Vậy ông là gì của Hùng Leon? Tôi là bác họ của Hùng Leon. Tôi ở xe ghé vô đây thăm nó thôi. Mà nó đi từ sáng đến giờ nó vẫn chưa về. Thế công gặp Hùng Leon có việc gì? À, anh ta bị tố cáo vì đã giết nhân viên của công ty. Giết người? Không thể như thế được. Nó hiền lắm mà. Con kiến bò lên chân rồi, không dám giết. Rất nhiều người đã chứng kiến tận mắt anh ta đã ra tay với cô kế toán Trần Phương Lan. Hiện nay cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, đề nghị em cung cấp thông tin về bản thân và những gì ông biết về Hùng Leon. Tôi là Trần Văn Sang, là bác họ Hùng Leon. Hùng Leon có quốc tịch Singapore. Không biết là chị Linh Lê có nói thiệt không, nhưng mà nhìn mặt chị thì tôi tin là thiệt á. Vậy là quá rõ rồi. Con Linh Lê là chị của mày, là con của thằng ác hổ. Như vậy thì cha của mày nó đứng sau cái việc của Đại Phú Cường. Nó đã cho con gái của nó, tức là con Linh Lê đó,
mở công ty sòng bạc cấu kết với Lê Linh. Rồi nó cùng với tướng Lê Linh truy tìm lão bố là ông ngoại của mày. Được lắm. Nhưng mà chị Linh Lê cũng có dặn tôi là đừng có đi tìm cha tôi. Tại vì ổng ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân và không bao giờ nghĩ tới con cái hết. Ổng cũng nhiều lần sai người giết tôi đó. Thằng mất dạy, đúng là một thằng cha vô lương tâm, vô trách nhiệm. Tao sẽ giúp cho mày. Tao giúp cho mày để nó nhìn thấy được cái ảo tưởng sức mạnh của nó là ra làm sao hả? Thôi, tao hiểu, tao biết mày rất là buồn. Trên đời này ai là không muốn có được một người cha biết thương yêu chăm sóc mình. Nhưng mà mày ơi, trên đời này thiếu gì mấy cái thằng cha mất dạy, vô trách nhiệm, vô lương tâm. Nhiều lắm. Cái loại cha như vậy là cái thứ rác rưởi bỏ đi. Tiếc nuối làm cái gì hả? Chị Linh Lê cũng có nói là ông đối xử rất tệ chị. Cái loại cha như vậy quan tâm làm cái gì? Dù sao thì trên đời này mày vẫn còn có mẹ mày, còn có tao, còn con Mai thương yêu mày, san sẻ cho mày những nỗi buồn. Nhưng mà dù sao đi nữa thì mày cũng nên gặp lại cha của mày đi. Nếu như mà nó thay đổi á thì thôi, không nói tới nữa. Còn nếu như nó vẫn cố tình dấn thân vào con đường tội lỗi này thì việc gì mà mày phải băn khoăn, đúng không? Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Mày đừng có quên á, là mình đã nắm được cái số tiền của Đại Phú Cường. Nhờ cái số tiền này nè, mình có thể dụ dỗ được thằng giám đốc Hùng gặp mặt. Rồi qua thằng giám đốc Hùng, mày sẽ gặp được cha của mày. Ông già biết không? Chị Linh Lê giỏi lắm á. Chị chỉ tôi cách hack vô đảo Lolosi, lấy hết toàn bộ dòng tiền của ông Lê Linh. Chị giỏi thiệt. Vậy mới xứng đáng là chị của tôi chứ. Nhận chị em rồi hả? Chị em trong nghề thôi. Người đi trước kẻ đi sau mà. Còn cái vụ kia thì có tránh cũng đâu có được. Vậy thì tốt quá rồi. Cả tôi với chị, không ai được chọn cho mình ba mẹ hay là người sinh mình ra hết. Vậy thì còn ngồi đi làm cái gì? Lên lầu mở máy làm liền đi. À, alo. Alo, mày đang ở đâu đây? Dạ, con đang lái xe. Thế mà con biết là công an đang truy tìm bắt mày không? Dạ biết. Tại sao mày giết con kia Toàn hả? Dạ, con cũng không biết nữa. Vì một phút mất kiểm soát. Con nghĩ nó lừa tiền của con, lừa tiền của chúng ta. Ngu quá, tao đã dặn mày rồi là không được gây chú ý nữa mà. Bây giờ là cả cái thiên hạ này nó dồn vào Đại Phú Cường. Rồi nó chĩa mũi nhọn vào tao, mày có biết không hả? Thế giờ mày tính thế nào? Mày đang tính đi đâu? Dạ con đi ra biên giới nhờ Hạ Thọn đưa con qua bên Campuchia. Thôi được rồi, trốn đi. Nhưng mày hãy làm ơn, đừng cố gắng chứng minh mày là thằng ngu nhất trần gian này, rõ chưa? Bây giờ mày suy nghĩ đi. Ừ. Nè, mày kiểm soát được tiền bạc, tức thì là mày kiểm soát được lương tri. Ừ. Có đúng không? Bây giờ á, Lê Linh á, là một vị tướng. Đó là một kẻ mạnh nhất. Có đúng không? Đúng. Mày nắm được số tiền của Lê Linh, tức là mày nắm được trong tay cái kẻ mạnh nhất. Có như vậy mày mới quyết định được cái cuộc chơi này. Mày hiểu chưa? Mở máy đi. Ừ. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với trợ lý của Linh Lê,
Người này đang nắm toàn bộ thông tin của ông Lê Linh. Cả một gia tài đang chờ mày đó. Mày phải chiếm cho bằng được số tiền đó cho tao. Làm lẹ lên đi. Xin sói, gọi thêm lần nữa đi. Ông Thạch toan thật rồi đại ca. Đua thằng cục trưởng vô dụng. Ta phải tìm mọi cách để liên hệ với Lê Linh. Cũng được bọn cá mú. Quả là khó chơi. Thưa ông, công an lại đến. Cái gì? Công an đến à? Dạ. Thật không ra làm sao cả. Tất cả cũng tại cái thằng ngu đần. Họ tới kiếm ông, không phải cậu Hùng. Kiếm tôi? Dạ. Chào ông. Công đến đây có việc gì? Chúng tôi đến đây tìm ông Trần Văn Sang, biệt danh là Hắc Hổ. Tôi là Trần Văn Sang đây. Chúng tôi có lệnh bắt ông. Tôi làm gì lên tội mà cũng bắt tôi? Chúng tôi tình nghi ông có liên quan tới một vụ đặt bom tự chế để khủng bố. Công nhầm lẫn rồi. Tôi không làm việc này. Mời ông theo chúng tôi về cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Tôi không đi đâu cả. Công muốn bắt tôi thì với đầy đủ chứng cứ rồi bắt thì bắt. Áp giải ông ta đi. Đứng yên. Lên xe trước đi đại ca. Được rồi. Ông già. Ông già có này. Á à, vô dụng mà còn kiếm chuyện rồi, quốc hương hả? Chết mày. Mày quốc không, mày quốc không. Không có chuyện gì nghiêm trọng mà không? Giết Lê Linh. Xây để chế riêng ta. Rắn hổ mang là con đường riêng, dù sai quyết không dừng lại. Vẫn đi một mình dù không còn ai giữa chốn thiên thai. Một mình ta bước đi thật xa về phía cuối trời, đến nơi gợi nhớ một thời đã sinh ta trên cuộc đời. Ngàn năm thiên lý, cái sai chẳng thể